Sinh ra ở vùng đất trồng chè nổi tiếng thuộc xã Thành Công, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Thế nhưng niềm đam mê và cái duyên với nghề chăn nuôi đã khiến anh Dương Văn Liên rẽ sang một hướng khác. Bước vào chăn nuôi gà thương phẩm an toàn sinh học với vốn kiến thức và kinh nghiệm ít ỏi, điểm mạnh lớn nhất có lẽ chính là bầu nhiệt huyết, là ý chí quyết làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Trang trại của anh Liên có diện tích rộng khoảng 2 hectare, cộng với tiềm lực kinh tế tốt nên ngay từ khi bắt đầu, anh đã mạnh dạn đầu tư xây dựng chuồng trại khá quy mô với nhiều khu liên hoàn. 3 khu chăn nuôi đầu tiên được làm với thiết kế hở. Khu thứ nhất với tổng diện tích 140m2. Khu thứ hai rộng hơn một chút, khoảng 200m2. Khu thứ ba ở xa hơn nhưng lại là chuồng rộng nhất, diện tích nuôi 280m2 và sân vườn 300m2. Ngoài ra, anh Liên còn đang xây dựng thêm một khu chuồng kín sát với khu số 2, dự kiến diện tích lên tới 600m2. Mở mang chuồng trại, nâng cao năng suất, anh Liên đang ấp ủ rất nhiều dự định. Thế nhưng thực tế chăn nuôi lại không hề đơn giản. Cái lứa gà trước thì nói chung là tôi chăn vào hơn 6.000. Thì bán ra nó được hơn chục tấn thì giá cả giá rổ năm nay là nó rẻ quá. Không biết là nguyên nhân từ đâu mà nó rẻ, lại bán thì nó không được lãi. Nó vẫn bị thua lỗ một tí. Vừa về giá cả vừa về bệnh tật nó vẫn bị chết. Do là cái kỹ thuật mình không có chăn nuôi thì nó vẫn bị chết chóc nhiều. Thế là hiệu quả nó không cao. Vạn sự khởi đầu nan. Sau một năm, tiền của bỏ ra đầu tư vào chuồng trại, vào con giống và thức ăn chăn nuôi thì nhiều mà thu lại chẳng bao nhiêu. Ngoài yếu tố thị trường, giá cả, anh Liên nhận thấy một nguyên nhân lớn dẫn đến thất bại của mình. Đó là do không nắm vững kỹ thuật nuôi. Cũng từ yếu điểm này đã có nhiều vướng mắc nảy sinh, từ thiết kế chuồng còn sai sót cho đến mật độ nuôi quá dày hay một việc tưởng chừng đơn giản như bố trí máng ăn, máng uống cũng chưa thực sự hợp lý. Tất cả đều dẫn đến kết quả cuối cùng là chăn nuôi thua lỗ. Và khi biết đến chương trình khởi nghiệp của VTC16 với đội ngũ chuyên gia uy tín sẵn sàng tư vấn trực tiếp cho nông dân, anh Liên đã xin đăng ký tham gia. Tháng 10 vừa qua, chương trình khởi nghiệp thực hiện khảo sát lần đầu tiên. Chuyên gia Vũ Ngọc Sơn, nguyên giám đốc Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn Vật nuôi, Viện Chăn nuôi, đã đánh giá gia đình anh có vị trí chăn nuôi phù hợp, nguồn vốn và số lượng nhân công đạt yêu cầu. Về thiết kế chuồng trại của 3 khu vực chuồng hở đã xây, anh Liên cần sửa lại một số chi tiết cho hoàn thiện. Riêng với khu chuồng kín thứ tư đang trong quá trình xây dựng là không nhận được sự đồng tình của chuyên gia. Quan điểm của tôi là không ủng hộ làm cái chuồng này. Đấy, bởi vì tôi thấy là nó có nhiều cái bất cập. Mà nếu như mà cứ quyết tâm nuôi thì sau này cái việc lỗ là nó sẽ tập trung cái chuồng này là chính. Chuyên gia khẳng định là cái việc em làm cái chuồng 600m2 ở sát ngay nhà đây hiện nay đang bị phá vỡ quy hoạch và đang bị sai về mặt thiết kế, ảnh hưởng đến cái công tác tổ chức chăn nuôi. Mặc dù đã cân nhắc lời tư vấn của chuyên gia, nhưng vì đã chót khởi công xây dựng, vật liệu đã mua về, nhân công cũng đã thuê, nếu hủy bỏ sẽ mất một khoản chi phí lớn, nên anh Liên quyết định tiếp tục hoàn thiện khu chuồng này. Mong muốn của con thì con đã chót rồi thì con nhờ chuyên gia thì thôi cứ tư vấn cho con một vài lứa để xem nó có hiệu quả đến mức độ như thế nào. Nếu gia đình vẫn cứ quyết tâm làm thì cái đó là lệ thuộc vào sau này cái việc thu lỗ là do gia đình chịu trách nhiệm. Thế còn khởi nghiệp thì trên tinh thần tức là gia đình nhà mình có một cái vị trí rất là đẹp. Chuồng trại thì cũng đã làm là bài bản. Đấy, vốn liếng thì nhìn thấy là cũng đã có rồi thì chúng tôi đồng ý sẽ cho anh tham gia chương trình. Cháu cũng xin chân thành cảm ơn. Đồng ý. Chú mới chương trình. Vâng. Tám mươi phần trăm dân số ở các nước đang phát triển trên thế giới vẫn dựa vào thuốc thảo dược để chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Riêng tại Việt Nam có khoảng 60.000 tấn các loại dược liệu khác nhau được chế biến mỗi năm. Với trên 5.000 loại thực vật được sử dụng để làm thuốc, 200 loài có tiềm năng khai thác hướng tới xuất khẩu,
Việt Nam được đánh giá là quốc gia có tiềm năng lớn về dược liệu trên thế giới. Thế nhưng, thực tế nguồn dược liệu trong nước mới chỉ đáp ứng được 20% nhu cầu chế biến, 80% còn lại phải nhập khẩu từ nước ngoài. Khí hậu, thổ nhưỡng lý tưởng, nhu cầu sử dụng cao, trồng dược liệu được xem là một sự lựa chọn hay và còn rất nhiều dư địa để phát triển. Trước tình hình đó, Chính phủ đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch để triển khai kịp thời các đề án, dự án trong quy hoạch phát triển dược liệu, bố trí diện tích phù hợp để trồng dược liệu, tạo mọi điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính để hỗ trợ cần thiết đối với các dự án phát triển nuôi trồng dược liệu trên địa bàn, thúc đẩy đổi mới sáng tạo khởi nghiệp trong lĩnh vực dược liệu. Nắm bắt được xu thế đó, Ban tổ chức chương trình khởi nghiệp kênh VTC16 đã quyết định tư vấn hỗ trợ các nông hộ, tổ hợp tác, hợp tác xã khởi nghiệp với nghề trồng dược liệu gắn với đầu ra bền vững. Hồ sơ đăng ký tham gia chương trình xin gửi về cho Ban tổ chức chương trình khởi nghiệp kênh Nông nghiệp Nông thôn Nông dân VTC16, địa chỉ tầng 8 tòa nhà VTC số 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội, điện thoại 1900 6145. VTC16 luôn đồng hành cùng bà con nông dân trên mọi hành trình khởi nghiệp. Chính thức trở thành nông hộ của khởi nghiệp, anh Liên nhanh chóng sửa chữa chuồng trại theo yêu cầu của chuyên gia và nhập lứa gà giống đầu tiên tại khu chuồng số 1 ngay sau buổi khảo sát không lâu. Đến nay, gà đã được 1 tháng tuổi. Và cách đây 3 ngày, anh đã nhập lứa gà giống thứ 2 vào khu chuồng số 3. Một khối lượng công việc lớn được thực hiện chỉ trong vòng hơn 1 tháng. Tốc độ hoàn thành của anh Liên được đánh giá cao. Thế nhưng, liệu nhanh quá có khiến chất lượng công việc bị ảnh hưởng hay không? Ngày hôm nay, chuyên gia sẽ tiến hành kiểm tra thật chi tiết. Ngày hôm nay thì trong cái tiết trời se lạnh và có những hạt mưa bụi như vậy thì chuyên gia thấy đến đây thì không khí ra sao? Gia đình anh Liên thì hôm nay là vào nuôi lứa gà khởi nghiệp đầu tiên. Thì cái thời tiết này thì nó cũng ảnh hưởng đến cái úm ấy, cho nên chúng ta cần phải có những cái gặp gỡ gia đình sớm để giúp đỡ gia đình tổ chức chăn nuôi nó tốt ngay từ những cái ngày đầu. Đàn gà ra sao sau những cái ngày, một vài ngày vừa mới nhập giống về thì mời chuyên gia sẽ đến để kiểm tra hỗ trợ cho nông hộ những cái giải pháp chăn nuôi hiệu quả để bước vào cái mùa đông này. Đầu tiên, chuyên gia sẽ kiểm tra khu chuồng số 1. Đây là hình ảnh 1 tháng trước và hiện tại. Khoảng hở ở phần đầu khu chuồng vẫn như cũ, chưa được che kín lại. Đây cũng là điểm sai sót đầu tiên chuyên gia Sơn nhắc nhở anh Liên khi vừa vào chuồng nuôi. Em phải bịt cái đầu hồi kia lại nhá. Và cái đầu hồi chỗ này là phải bịt lại nhá. Chứ nếu không mưa rào thì sao? Hất vào trong này, làm cho trâu ướt. Không chỉ làm ướt trấu, theo chuyên gia, nước mưa và gió lạnh tràn vào cộng với sức đề kháng của gà con không tốt bằng gà trưởng thành nên khả năng nhiễm lạnh, sinh bệnh của gà con sẽ cao hơn thông thường. Bởi vậy, anh Liên cần khẩn trương tu sửa, che chắn kỹ cho chuồng nuôi. May mắn cho anh là chưa có sự cố nào phát sinh. Hiện đàn gà vẫn đang khỏe mạnh. Chú ơi, cháu bắt cái đàn con mía đỏ, chú thường chú cháu con chăm sóc cháu thì như này đã được chưa? Gà này là gà mía Lai Lương Phượng. Vâng. Toàn trống đúng không? Vâng, cái này con đặt trăm là trống, bán tết. Nuôi chuồng này thì 1000 con quay lại là vừa. Nếu mà nuôi hơn là sẽ chật. Nó không thả như là gà ta đâu, nó gần như là nuôi nhốt trong chuồng. Cho nên em phải xác định là em nuôi gần như là nuôi trên đệm lót là chính. Chứ hoàn toàn là không có thả ra ngoài, vì con gà này thả nó không ra. Nó không như gà ta. Đấy, cho nên mình phải tính. Còn về cái cách tổ chức chăn nuôi nhá, thì chế là cái máng hiện nay là không được đối với gà này. Em có biết tại sao? Ta ngồi xuống đây ta phân tích, ta kiểm tra. Khoảng cách giữa hai máng này như thế này là bị hẹp. Cái đo này sẽ được bao nhiêu nhỉ? 1 này. 2 này. 4 này. Chưa được 1 mét. Hơi dày. Hơi dày. Khoảng cách máng là cứ mép nọ này với mép kia là phải từ 1m2 đến 1m3. Đấy.
thì là thoải mái gà đứng ăn, đứng vòng tròn này nó ăn. Bớt một cái này đi là đúng đẹp. Rồi đấy, thế mà phải thay máng luôn. Vâng. Thay máng luôn. Còn máng uống thì em dùng cái máng ấy được. Vâng. Treo này là hơi thấp, nghe chưa? Vâng. Mình phải treo cao nó lên, tức là cái cạnh này nó cũng phải ngang lưng gà hoặc là cao hơn một tí để cho con gà nó uống thì chỉ thò mỏ vào thôi. Vâng. Nó uống thì phải treo như này, phải tầm này mới được. Vâng. Chứ còn máng uống thì bố trí một dãy máng này là đẹp rồi. Vâng. Thế cho nên là mình khi mà mình nuôi gà nhốt trong chuồng là mình máng uống mình cứ để một ở giữa, còn máng ăn mình để hai bên để con gà nó ăn xong nó chạy về đây nó uống. Thế còn độn lót chùa là tốt rồi vì nó là còn đang mới. Cố gắng làm sao mua cái chất chế phẩm sinh học mình trộn vào đây để cho nó cái độn lót này nó không bị bốc mùi. Vâng. Đấy. Cái đấy xong là mua trộn về trộn với cám. Không. Không cần trộn vào cám, nếu mà nó có phân rồi thì em cứ một cái chuồng này em cứ rắc mỗi một lượt khoảng độ 5 cân. Sau đó khoảng độ 2 tháng sau em rắc 5 cân. Thì là chỉ cần rắc khoảng độ trên 10 cân là... Mà mỗi một lần rắc thì sau mỗi một tuần là mình dùng cái bàn trang cào này, mình cào đảo đi thì được. Và chấu là mình phải đổ dây đấy. Đấy, đừng đổ mỏng. Tủ thuốc kia nhá là bây giờ phải cất lên trên nhà đấy nhá. Vâng. Vì gà đã tràn kia rồi là cái thuốc kia là để rất là bẩn. Vâng. Đấy em cứ kiểm tra 2-3 ngày sau em sờ cái mỏ, cái mặt bên ngoài của thuốc là nó bụi đầy đấy. Vâng. Cho nên mình phải cất lên chứ không để trên này nữa. Đấy. Tiến sĩ Phạm Ngọc Thạch với hơn 40 năm công tác nghiên cứu về lĩnh vực chăn nuôi, là tác giả của 4 công trình khoa học, 12 cuốn sách và 50 bài báo khoa học về chăn nuôi. Ông hiện đang là giảng viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Trục giữa của cái vườn này là mình để máng ăn máng uống. Ăn xong là con gà có thể nó trú vào ra đây hoặc nó không, nó tìm gốc cây ở bên này nó trú vào. Tiến sĩ Vũ Ngọc Sơn, nguyên giám đốc Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn Vật nuôi, Viện Chăn nuôi. Với gần 20 năm làm nghiên cứu về lĩnh vực chăn nuôi, 13 công trình khoa học và nhiều giải thưởng cao quý. Đối với con gà đẻ thì bao giờ màu tích nó phải đỏ như này, phát triển và đỏ như này. Thế là tốt. Thạc sĩ Phạm Đức Vũ với gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăn nuôi thú y, thường xuyên đồng hành cùng nông dân trong sản xuất thực tế, tư vấn cho nông dân các kỹ thuật chăn nuôi và phòng bệnh hiệu quả. Dù thời gian eo hẹp, phải là thức khuya nhiều hơn, đi khởi nghiệp xuống cơ sở thực tế thì hầu hết là đều phải bố trí vào những cái ngày nghỉ thứ bảy và ngày chủ nhật. Dù nắng hay mưa, dù chuyến đi không thuận lợi, phải tìm ra những giải pháp để giúp bà con khắc phục nó. Và với mong muốn đó thì chúng tôi cũng mong rằng bà con sẽ tham gia chương trình khởi nghiệp thành công tốt đẹp. Đã có hàng trăm nông dân, tổ hợp tác xã chăn nuôi trên cả nước được các chuyên gia hỗ trợ khởi nghiệp, đồng hành từ khi bắt đầu xuống giống đến khi thu hoạch. Sự nhiệt huyết, tận tình với nông dân của các chuyên gia đã mang về những thành quả đáng tự hào. Những dấu chân của họ tiếp tục vươn xa trên khắp các vùng miền trên cả nước với hành trình cùng nông dân tìm hướng làm giàu. Tiếp tục di chuyển sang khu chuồng số 3 ở vị trí xa nhất. Tại đây, anh Liên mới nhập lứa gà thứ 2 được 3 ngày. Tổng đàn lên tới 2.500 con. Không chọn gà giống gần nhà, anh Liên cẩn thận lựa chọn địa chỉ uy tín ở tỉnh khác với đầy đủ giấy tờ chứng nhận kiểm dịch, gồm thứ nhất, giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh. Thứ hai, giấy đăng ký kiểm dịch vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trong tỉnh ra ngoài tỉnh. Thứ ba, giấy ghi nhận tình trạng vệ sinh thú y của động vật, sản phẩm động vật. Do gà giống phải di chuyển quãng đường dài
nên khi mới về, anh Liên khá lo lắng. Rất may trong 3 ngày đầu, gà con ăn uống tốt, di chuyển nhanh nhẹn. Cái đàn gà này đẹp đấy. Vâng. Tròn con, lông nó phải bông xốp, mỏ phải thẳng, thứ ba là chân phải bóng. Thế còn sau đó mình nuôi 2-3 ngày thì mình kiểm tra mà không thấy có hiện tượng tức là phân dính hậu môn. Vâng. Thì là rất là tốt. Vâng. Thế còn nếu nó dính là ngay ngày thứ hai nó bắt đầu nó xuất hiện rồi. Vâng. Vâng. Chứng tỏ là cái đàn gà bố mẹ này họ nuôi là nuôi trên lồng. Vâng. Đấy, cái việc khống chế cái salmonella là rất tốt. Vâng. Chứ nếu mà gà mà bị salmonella bố mẹ là đàn gà con là sẽ bị nhiễm bệnh salmonella và ỉa phân dính đít ở đây ngay. Vâng. Và tỷ lệ còi sẽ rất là lớn. Vâng. Đấy. Thế là đối với đàn gà của nhà em là chất lượng là rất tốt. Vì cái bệnh salmonella chỉ sau một ngày là xuất hiện ngay. Vâng. Đấy là lúc đầu nó còn ướt. Sau đó bắt đầu nó dính bệt vào tạo thành một cái mảng bám ở phía ngoài cái hậu môn này rất là dày. Vâng. Từ gà nó sẽ bị còi cọc. Vâng. Nó sẽ bị chết. Cho nên là cái chết là chính là do nó nhiễm bệnh salmonella. Cái đàn này là em mua của cái gia đình là chất lượng đàn bố mẹ rất là tốt. Cho nên là cái tỷ lệ salmonella là nhìn là chưa thấy có con nào. Vâng. 3 ngày hôm nay mà chưa thấy có con nào là rất yên tâm rồi. Vâng. Sau khi đã yên tâm với chất lượng gà giống, chuyên gia tiếp tục đánh giá công tác chuẩn bị quây úm và chăm sóc gà con. Thay vì quây bằng cót như bình thường, anh Liên đã sử dụng chất liệu tôn để làm 2 ô úm cho gà. Cháu vào nhập đợt 2 năm rưỡi. Chú vào chú xem cháu úm như thế nào, chương trình của cháu, kỹ thuật thì nó được đến đâu chú dạy bảo tiếp. Trải qua được một lần nuôi gà rồi thì lần này chắc cũng không sai sót nhiều lắm nhưng mà chưa thể kinh nghiệm nó chưa thể chưa chịu. Mấy ngày qua thì có gặp phải cái khó khăn gì không anh? Thời tiết thì vừa báo cáo với chú với chương trình mới vừa rồi thì nó cũng được khá, trời nhiệt độ cũng ấm. Nhiệt độ hôm qua hôm kia thì ấm nhưng hôm nay là lạnh. Nó hơi lạnh tí. Đúng rồi. Trời trở lạnh, nhiệt độ xuống thấp, độ ẩm không khí cao là điều kiện bất lợi nhất đối với gà con trong giai đoạn úm. Đồng thời đây cũng là cơ hội cho mầm bệnh phát sinh, phát triển. Nếu không được chăm sóc tốt, sức đề kháng của gà con suy giảm, dễ nhiễm cúm hay các bệnh đường hô hấp. Mặc dù anh Liên đã phủ bạt che quây úm, thắp thêm bóng điện, cùng với đó là hệ thống bóng đèn hồng ngoại sưởi ấm, tuy nhiên ở góc chuồng đang có những cơn gió lùa vào. Liệu những đợt gió có ảnh hưởng đến đàn gà con hay không và chuyên gia sẽ đánh giá như thế nào với sự chuẩn bị của anh Liên? Tôi nhìn thấy của em là nó có định hình cái khung đấy rồi. Vâng. Thế thì bây giờ tại sao mình không nâng cái bàn này lên chân tận sát cái khung kia để tạo thành cái hình vuông gọn gàng ấy. Vâng. Phía ngoài như vậy. Bạt em kéo thẳng lên trên đây đi. Vâng. Kéo thẳng sát lên đây đi. Xong em muốn vào thì em chỉ vén một cái cửa em ra thôi chứ em không thể xả hạ cái hạ đấy xuống làm gì cả. Để mình nuôi con gà con bên trong cái phòng này ấy. Đấy, nó không toát nhiệt ra. Vâng. Thứ hai nữa là chỉ nuôi một vài ngày nữa là cái bụi gà nó bắn lên đây là vào trong đầu này, đầu trắng như đầu bạc luôn. Vâng. Nhưng nếu mà mình kéo hẳn lên phía trên kia thì mình đi vào thoải mái luôn. Vâng. Đúng không? Các cái hệ thống đường điện mình đưa vào đây là mình phải rất là gọn gàng ngăn nắp. Chứ dây điện là tôi thấy là nó vẫn cứ lộn xộn lắm. Và đặc biệt là cái hệ thống điện của mình ở trong này là toàn điện nhiệt cao cả. Dây không đủ cái công suất là nó sẽ bị chập cháy và nó sẽ nổ và nó rất là nguy hiểm. Trên này toàn bộ hệ thống dây điện đây này. Là mình phải đưa hết lên trên này. Như là mình lắp điện đấy. Thế thì nó mới an toàn. Đấy. Đi sâu vào nhận xét cái tổ chức. Bên này thì như thế là nếu mà nhìn trên cái nhiệt độ một con gà nó tản đều này là đủ. Vâng. Nhưng mà nhìn phía bên này thấy có gì khác không? Nhìn bên này, giữa bên này thấy có gì khác không? Vâng. Nhưng mà gà tất cả tụ vào kia có nghĩa là chỗ này nó quá nóng, gà nó không ở chỗ này. Vâng. Tất cả rồ gà hết chỗ kia. Cho nên là ba cái bóng của chỗ này là hiện nay là đang lắp thừa nhiệt. Nó nóng quá, nóng ra đây nan. Vâng. Thế này, cái kinh nghiệm nuôi úm gà không cần phải xem nhiệt độ. Vâng, vâng. Chỉ cần xem cái sự phân bố đàn gà ở dưới, ở trong cái quây úm này. Nếu mà nó cứ tản đều ra như thế này, chỗ nào cũng có gà ăn, chỗ nào cũng có gà uống, chỗ nào cũng có gà nằm thì đấy là đủ nhiệt. Đồ lót dày này thì được rồi. Đến lúc mà mình giãn gà ra thì mình lại bới chấu ra, mình bổ sung thêm đồ lót vào. Cố gắng làm sao giữ cái đồ lót nó trong phạm vi thế này được. Vâng. Sau nuôi một tuần thì em sẽ cho độn lót sinh học vào đây thì mình không cần phải thay độn lót. Vâng. Cái độn lót này nó có thể giữ trong 90 ngày. Vâng. Đấy, bán hết gà thì mình mới tháo chấu ra. Vâng.
Đấy. Hai cái ô này của Liên là đang thiếu bóng chiếu sáng. Vâng. Con gà nó ăn được là nó phải nhờ ánh sáng. Cũng nếu mà nó đủ nhiệt nhưng mà chiếu sáng mà thiếu là gà chỉ nằm ngủ là nhiều. Vâng. Đấy. Cho nên là cái ô bên này là em phải lắp cho tôi hai cái bóng chiếu sáng vào đây. Vâng. Đấy, để cho nó ăn. Bóng chiếu sáng thì nó chỉ cần đủ độ sáng thôi. Vâng. Lắp cái bóng đèn LED cỡ 15W vào đây là vừa. Theo hướng dẫn của chuyên gia Sơn, anh Liên ngay lập tức lấy thêm bóng điện thắp sáng. Bóng này nó nhẹ điện đấy ông ạ. Đồng thời tắt bớt 3 bóng đèn hồng ngoại ở ô 4 bên trái. Chỉ với một số điều chỉnh nhỏ nhưng đã mang lại hiệu quả ngay lập tức. Gà con được cung cấp thêm ánh sáng, tình trạng quá nóng ở khu vực dưới bóng đèn hồng ngoại cũng không còn. Chúng đã giản đều khắp ô 4, ăn uống thoải mái hơn. Dùng một cái khay này, mình kê lên trên cái máng uống này cũng rất là tốt. Vì nếu em để cái máng uống này trực tiếp đây là con gà nó sẽ bới chấu vào. Nhưng mình để nó trên đây là nếu mà nó có lên thì nó phải đi qua một cái lượt nhựa này thì nó kéo chấu vào rồi nó sẽ đỡ hơn. Thế nên là mượn một cái khay ăn này bằng cái kê máng uống là rất hợp lý. Anh Liên nhận được lời khen ngợi của chuyên gia về cách kê máng uống. Thế nhưng vấn đề lại nảy sinh ở khay ăn. Những mảng phân bám lẫn với cám như thế này rất nguy hiểm cho gà con. Bởi trong phân thải có nhiều vi sinh vật gây bệnh, chúng sẽ theo đường tiêu hóa xâm nhập vào cơ thể, có thể gây bệnh cho gà con. Vì vậy, chuyên gia đã nhắc nhở anh Liên cần phải hết sức chú ý trong việc vệ sinh và cung cấp thức ăn, nước uống cho gà con trong giai đoạn ốm. Những cái ngày này là mình cho ăn là 6 lần trong ngày thôi. Vâng. Ăn nhiều bữa, mỗi một bữa chỉ rắc tí một thôi. Vâng. Không được cho ăn nhiều. Vâng. Cứ khoảng 2 tiếng hoặc là 1 tiếng rưỡi thì mình vào mình cho ăn một lần. Vâng. Nhưng mỗi một lần cho ăn thì mình chỉ rắc mỏng lên phía trên cái khay này thôi. Vâng. Nhưng mà mỗi một lần thay thức ăn mới thì mình lại sẩy này để mình hớt cái chỗ đi, còn cái cám nào thừa trong này thì mình tận dụng lại. Vâng. Thế mà mỗi một lần rắc cám mới vào đây thì mình lại phải vệ sinh cái mặt khay này. Vâng. Đấy. Vâng, quan nhất chị. Đấy. Sau đó mình lại cho cám vào. Vâng. Thế thì liên tục như vậy thì mình làm như thế là cái cám của nó sẽ luôn luôn mới. Vâng. Đấy, và con gà nó ăn đến đâu thì nó hết đến đấy. Vâng. Chứ không có hiện tượng tức là thức ăn thừa trên khay. Đấy, thức ăn thừa trên khay thì con gà này nó ăn là nó còn đi phân vào, nó làm cho cám bẩn. Vâng. Là mất mùi thì con gà nó giảm ăn. Vâng. Còn nước uống vậy, ngày cái thay 3 lần. Vâng. Sáng, trưa, tối. Vâng. Đấy. Mỗi một lần thay nước thì mình lại rửa bên trong cái lòng máng đi, sau đó mình đưa nước mới vào. Vâng. Đấy, làm duy trì như vậy thì con gà nó sẽ khỏe thôi. Vâng. Một cái quây này của em tính ra nó chỉ có 9 mét vuông. Vâng. Một chiều kia 3, chiều này 3 thì chỉ có 9 x 3 là 9 mà. Vâng. Hiện nay nếu mà cái ô này mà em xếp vào đây 1.200 là quá chật, có thấy chật không? Chật. Quá chật. Chật thì nó ảnh hưởng cái vấn đề gì? Vâng. Nó sẽ một là hen, hai là nó chen ăn chen uống thì nó sẽ xuất hiện cái tỷ lệ còi sẽ nhiều. Cho nên là mình phải nới rộng cái quây này ra. Cho thêm một phên nữa. Vâng, thêm phên vâng. Nữa. Đằng nào tí kéo bạc lên để vãn. Như vậy, để bố trí quây ốm theo đúng yêu cầu của chuyên gia, anh Liên sẽ cần phải chỉnh sửa một số điểm. Hứa với chuyên gia là làm luôn chứ không bao giờ để sai lệch mà chuyên gia đưa cho mình cái gì mình làm y chỉ như thế. Khi đạt từ 7 đến 8 tuần tuổi, gà sẽ được thả ra sân vườn. Để chuẩn bị trước, chuyên gia Sơn tiếp tục hướng dẫn anh Liên cách thiết kế sân thả phù hợp.
đi vào tràng nó khoảng, nhưng mà phía ngoài này nhá. Vâng. Phía ngoài là phải xây một hàng gạch ở đây, nó gặp mưa to nó không dội cái này đi. Vâng. Thế à? Vâng. Và cái xong cái này con sẽ làm cái khung ở đây. Mình lấy cái thanh sắt mình bắn vào. Vâng. Thế xong rồi mình giải cái lưới đen đi thì là toàn bộ cái đến lúc mà mình thả gà ra là con gà nó sẽ ăn uống ở phía cái chỗ này hết. Vâng. Đấy. Cái này cắt vàng. Giải cắt vàng thì cũng được, nhưng mà nếu không thì giải bằng cái sỏi này nó rẻ hơn. Giải hơi dày. Vâng. Thực sự nó không cần giấy này đâu. Vâng. Chỗ này phải đổ cá một xe ở đây đấy. Thay cái cọc tre kia kìa. Vâng. Bằng cái cọc bê tông. Vâng. Nhưng mà cái lưới kia là sợ hơi thấp đấy. Lưới phải lưới 1m8. Lưới này hơi thấp. Nó bay đâu. Vâng, cái lưới này có 1m2. 1m2 thấp quá. Vâng. À. Thế vào cái khoảng cách mà mình ngăn gà để thả ra sân thì mình chừa cái cửa kia ra thì là từ đấy trở đi mình thả cái ra ngoài. Vâng. Đấy, sân rửa là tốt rồi. Đấy. Vâng. Phần sân chơi thì anh ấy phải dùng cái hệ thống máy anh ấy sa nổi nó đi cho nó tạo thành một cái mặt phẳng đồng nhất. Thế và chặt bỏ những cái cây nó không cần thiết ở phía ngoài vườn. Thứ hai nữa, thứ ba nữa tức là sẽ thiết kế cái hệ thống vườn rào xung quanh cố định để khi mình thả gà ra thì con gà nó sẽ đáp ứng được cái vấn đề là ăn uống và trú nắng ở phía ngoài vườn. Cuối buổi kiểm tra, chuyên gia cẩn thận dặn dò lại anh Liên những việc cần sửa chữa và hướng dẫn tiếp các khâu kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh cần thiết cho đàn gà giai đoạn tiếp theo trong mùa đông lạnh. Theo dự kiến của chuyên gia Sơn và anh Liên, thời điểm xuất chuồng của hai lứa gà đang nuôi sẽ rơi đúng vào dịp trước và sau Tết Nguyên đán. Lúc này, nhu cầu của người tiêu dùng thường tăng cao, gà vừa dễ bán lại được giá hơn bình thường. Có thị trường thuận lợi lại nhận được sự dìu dắt, hướng dẫn nhiệt tình của chuyên gia. Hy vọng rằng anh Liên sẽ thực hiện tốt việc chăm sóc, nuôi dưỡng của mình để có thể gặt hái được thành công ngay trong những lứa nuôi đầu tiên cùng khởi nghiệp. Dân số ở các nước đang phát triển trên thế giới vẫn dựa vào thuốc thảo dược để chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Riêng tại Việt Nam có khoảng 60.000 tấn các loại dược liệu khác nhau được chế biến mỗi năm. Với trên 5.000 loại thực vật được sử dụng để làm thuốc, 200 loài có tiềm năng khai thác hướng tới xuất khẩu. Việt Nam được đánh giá là quốc gia có tiềm năng lớn về dược liệu trên thế giới. Thế nhưng, thực tế nguồn dược liệu trong nước mới chỉ đáp ứng được 20% nhu cầu chế biến, 80% còn lại phải nhập khẩu từ nước ngoài. Khí hậu, thổ nhưỡng lý tưởng, nhu cầu sử dụng cao, trồng dược liệu được xem là một sự lựa chọn hay và còn rất nhiều dư địa để phát triển. Trước tình hình đó, chính phủ đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch để triển khai kịp thời các đề án, dự án trong quy hoạch phát triển dược liệu, bố trí diện tích phù hợp để trồng dược liệu, tạo mọi điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính để hỗ trợ cần thiết đối với các dự án phát triển nuôi trồng dược liệu trên địa bàn, thúc đẩy đổi mới sáng tạo khởi nghiệp trong lĩnh vực dược liệu. Nắm bắt được xu thế đó, ban tổ chức chương trình khởi nghiệp kênh VTC16 đã quyết định tư vấn hỗ trợ các nông hộ, tổ hợp tác xã khởi nghiệp với nghề trồng dược liệu gắn với đầu ra bền vững. Hồ sơ đăng ký tham gia chương trình xin gửi về cho ban tổ chức chương trình khởi nghiệp kênh Nông nghiệp Nông thôn Nông dân VTC16, địa chỉ tầng 8 tòa nhà VTC số 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại 1900 6145. VTC16 luôn đồng hành cùng bà con nông dân trên mọi hành trình khởi nghiệp.